Hello các bạn, xin chào Hả? cô chú, anh chị, các bạn xem kênh Quán Bàn Tán Official thì hôm nay mình sẽ trả lời các bạn. Các bạn có nhắn tin với hỏi mình là sao thằng Thiên An nó bị bơ đơ vậy? Thì hôm nay mình sẽ trả lời các bạn là mình coi đó, các bạn nghe các bạn đừng đi cỡ hay nha. Thì nói chung cái đó cũng hoàn cảnh của nó, mình cũng không muốn nói gì nhiều, nhưng mà hôm nay mình sẽ cỡ cho các bạn nghe là hầu năm 1995 á, thì là tấu đúng 12 giờ luôn, mẹ mình bà đẻ mình ra, bà đẻ mình đúng 12 giờ đêm, không biết cái bà y tá nào bà đẻ mình, bà chửi sao mà tới giờ mình còn nghe thông thoáng trong đầu, vẫn còn câu chữ đó luôn đó các bạn. Thì đẻ đúng ngày 11 tháng 8 trước ngay chỗ trước ngày trung thu á các bạn, thì cũng gần tới rồi. Để xong rồi tới bây giờ là được mình cũng được 28 tuổi rồi. Còn đó là câu chuyện của mình, còn câu chuyện của thằng An thì đỡ chút mình kêu nó vô mình hỏi cho mình cũng không biết nữa. Mày bị điên à? Thì hôm nay mình suy nghĩ ra một cái màn con này rồi, mình sẽ thằng cả Lâm trong nhóm mình. Mình hôm nay là có một vị khách đặc biệt nha các bạn. Thì mọi người cùng xem. Alo. Alo. Đang ở đâu vậy? Đang ở đâu? Mày. Sao mày kêu tao là mày? Mệt quá. Mà mày đang ở đâu? Lại à? Mày chạy vô đó đi chứ, sao lâu dữ vậy? Không biết đâu. Nhanh đi, chạy vô nhanh lên. Tao chờ sớm giờ một tiếng rồi. Đau quá. À? Ừ, mẹ mày. Nó chửi mình dữ quá. 2000 years. Sao đi lâu vậy? Sao mày hẹn tao 2 giờ bây giờ 3 giờ rưỡi mày mới tới vậy? Biết không? Chứ bữa giờ làm gì mà nghe cái. Thằng nào cạo lông mày mày dễ dàng. Thằng nào cạo lông mày. Ai hớt tóc vậy? Coi thử. Bữa giờ ở đâu thấy? Chú bóp chú vậy? Bóp chú gì? Chú heo vậy? Chú bò lạ quần lại tao cạo lông mày mày dễ dàng. Cạo trong lóc vậy. Rồi đi, bây giờ anh có cái này dẫn em đi chơi vui lắm. Đi bóp chú. đảo bây giờ đi, tao anh dẫn đi, bây giờ đi theo anh, tao anh dẫn đi bóp chú. Ông ra đi chi ông. Thì nói chung tao cũng biết là mày tính mày cả làm trong xóm hẹn cả hai cháu mày. Tôi làm nhưng mà là không. cái mày cả làm xóm mày cả hai cháu mày không? Thì tao biết là hôm nay không ai cháu với mày. Có không? Nói nè. Nó là không. Nhưng mà tao biết là cái tính mày không có thằng nào cháu mày, mày vừa cả làm mà còn vừa bị khùng nữa. Đúng á. Hôm nay tao chỉ tính cho mày một thành bạn. Tôi mày chịu không? Tôi cũng chạy bạn không? Nhưng mà đó, hôm nay tao sẽ tìm cho mày một thằng bạn đó. nào đi không? Thằng bạn, hôm nay tao sẽ giới thiệu hai mày làm quen với nhau. Tôi bạn dài vậy không? Ừ. Ông giống nhìn gần không? Là bắt tay làm quen đi, nói chung. Chơi không? Hai thằng bay khùng với nhau, chơi với nhau nó rất là hộp. Tôi khùng không? Ông nói. Sao nó kêu mày bị khùng giờ Giang? Quấn mẹ. Quá. Mày làm gì đây vậy? Bây giờ thì hôm nay thằng Cà Lâm mình cho nó một người bạn với cốt, thì hôm nay em dẫn thằng Giang khùng. Ủa chứ mày kêu nó vô mà đi không sao mà nó đang làm sách. Kêu vô đâu cháy? Bữa nay nó không có làm. Mấy ông rảnh quá, cứ trôi hoài. Đây nó có đi làm không mà kêu vô. Bữa nay nó nghỉ, bữa nay nó đi làm sách, nó làm thợ sách, nhưng mà bữa nay nó ông thợ ông bị đau nên là ông thầu á bị đau nên là cho nó nghỉ. Mày kêu vô rồi lỡ mày khuyên giảng nói tao sao chờ lúc chờ ấy rồi. Ông nhưng mà cái tính nó tàu lắm, cái tính nó tàu, nó kêu em là hôm nào có quay clip cho em đi theo trời dưới. Có, nó nói vậy. Nó đố mày nhậu mà. Mày nhiều tuổi mà đố tao nhậu mày. Bố wow. Mày 21 tao đố tao nhậu. Lậu ơi. Như mày. Lậu, nó kêu mày bị lậu. Mày bị bệnh lậu. Tao lậu như mày. Mày đi. Câm. Nó kêu mày bị câm. Mày bị câm. Mày nó nói tao như mày.
Mà. Mày cầm á, thằng ngu, thằng cầm. Mày mày rảnh quen cây lộn luôn dây làm gì? Cô yêu mày, đi dùng khác tao. Mày bị đi cho mày khùng vô cái. Hay nói tao gặp nói chuyện đồ nó tao chưa? Nó bị khùng với mày, nó đang làm cái gì á? Nó bị khùng mà nó tu chậm nó vô nó rủ nhậu mà sao mày le nó? Thì nó rủ nhậu. Nó cùng tôi đâu không ông? Lão ơi. Ủa lộn nó lộn. Mày nhỏ rủ nhà mày. Nó chậm nhậu tôi không? Mày lão đầu gà. Bốn. Hai mốt tao mà. Hai bị tôi mà mày chịu tao nhậu. Tao lớn rồi mà chưa tao mày. Tao tưởng thằng cha mày. Bắt vậy mày. Nó chửi mày ăn. Thằng cầm. Thằng cầm lắm. Mày ăn nó cười gì vậy? Ca nó vô nó mày, nó kêu mày. Cậu. Nó là thằng cha tôi mà ông bên tôi. Tao thấy nó vô nó đuổi mày. Thế mày chửi không? Thằng cha mày dám đuổi thằng cha hả mày? Bắt vậy với mày. Tao mày nha. Ông ngủ lão lão ủi luôn tao luôn tao lúng dứt không đừng có mắc vậy chứ mấy anh đồ con chứ im miệng mày nó kêu không mắc vậy chứ nó kêu ba im miệng nó kêu là chú Dũng cái nó kêu là chú Dũng là ba là cha là má mày... nó khen chú Dũng á chứ không phải nó chửi đâu mày kêu bê Dũng nha ba Dũng mày kêu ba Dũng chốt mẹ rồi má rồi trời. Xem mày hủy nai tao mày. Hủy nai tao mày. Mày lâu lâu. Múc con luôn vàng, múc con luôn. Yêu đau quá. Cho ai kêu nó vô à? Cho ai kêu mày vô? Ông nó. Ông nào mà mày? Nhớ tôi không? Nhớ mày. Ông ở. Giờ tôi có nói là nhân viên mới là đây là đưa vô với thằng Giang vô tìm với thằng khùng này thằng nào được không? Tôi thằng Giang được, em thấy thằng Giang được không hả? Giang... Ông chào ông. Đúng rồi. Thằng Giang nó được hơn mày á. Đúng rồi hả? Sao lạ lẹ như vậy. Nó dù gì nó tìm khùng đúng không Giang? Nó cà làm cho tôi được không? Được. Sao không? Cà làm như mày thiệt hay mày giỡn? Tôi giỡn được không? Lẹ mẹ chứ thằng Giang làm như mày. Lẽ gì ông cha mi tôi giờ nói mày chưa có mày nói sao ủi giờ theo ý ngang sao mày có nhận thằng Giang không nhận gì ông ba cha con giờ nó đã thành viên của nó đã có rồi giờ nhận nó không có nhận mày đúng rồi đây là con út hay đây là con út giờ nó là con út rồi không thì đang là con gì ông vậy là đúng rồi thôi bây giờ mày gì vậy mình nói nó không bây giờ mày giờ mày con gì ở trong đây ai tao mày nữa đâu mày ở đây đâu vô đây dành tao mày cóc nè nói ông cóc nghe mày nghe giờ mình nói mày là con cóc mày con cóc mày nói gì tao không nó kêu cái mặt mày như con cóc quá ông nó là đúng không Giang mặt như con cóc mày ở đâu bên cạnh nè mày đứng chỗ nào nào không biết không biết mày không biết mà nói chuyện tao mày ở mày lại nói chuyện quá tao nói vậy mày gì vậy giờ nó lớn mày lớn cũ mày nói vậy tôi lớn nó tôi lớn mày lớn mày gì vậy mày như tôi ghê mày mày như tôi mà nói chuyện tao nó kêu mày im với mày nó kêu tôi đi giờ ông kêu im à nó kêu mày gì vậy kìa nói chung ở lại giờ tim nào ông ấy nặng đúng rồi ngay ngay vậy bút tao đây mày gì vậy mày cà lâm mày nói nó không rõ dù gì nó từng nghĩa nó sống với tao đúng rồi gia đình nè bố mình lại một gia đình nè ông mày đi ra mấy kêu là gia đình mày đi gì vậy nó kêu mày gì hả nó mày đi ơi nó kêu mày gì hả? Mày chạy á. Lúc mày kêu mày. Nó nói mày còn nhỏ bọng còn rách. Tôi nó đâu ông? Cái chữ lùng thì chữ rách nó khác nhau mà ông chú. Gặp ông nữa sao ông sao lạ ông? Xin lễ gì? Chú nói chú gì vậy?
Nó nói mày ăn cướp cái gì vậy? Không sao. Tao nghi ghê lời. Cho mày nói gì mày, tao ăn cướp gì mày? Mày ăn cướp. Nó kêu mày ăn cướp cái gì vậy? Mày nói là đừng có chạy cho mày. Lêu mày mẹ gì đây? Nó nói mày gì? Ăn mày mẹ gì vậy? Mày nói gì cứ mẹ. Con nhỏ này giờ bố mẹ đi. Nói gì vậy? Không sao không? Nó nói tao chịch. Nó nói gì? Ông thằng cha tôi mà ông bình đó. Sao mày trưởng che mày? Tôi mẹ trưởng che tao mày. Ông điểm này đây. Ông á vui đang chạy giờ lè cái đây là con béo đi về tao chạy sao chạy mày á đây là cái con rùa mày chạy tao gì mày bình tao mà chạy tao đâu có gì mày nó kêu mày đậu quần gì đây nó nói luôn mày nói gì cho nó đuổi mày bị nào sao sao bà con mày nó vô tìm mày nó vô tìm mày đi gì vậy mày vô tìm gì mày mất dạy với mày mất dạy gì bây giờ là ông cha tôi mà ông bên tôi nó là đồ con gì đó cho nó tăng danh mày nói chứ nữa mày thử bản lĩnh mày có cha mà không bên tôi thì mày cứ thử bản lĩnh mày đó mày thử bản lĩnh mày không đó không ông chào ông ấy được không giờ tao nhận nó đâu đó mày thử bản lĩnh mày ôi ông luôn à giờ bao mẹ ơi giờ bố mẹ giờ bố mẹ mày bỏ bé mẹ mày đi ông nó là cha tôi đây mà ông có ông cha ông bên được gì đúng rồi thì cha bên cũng được gì hết rồi thì con tao bên nó sang bên còn tư đúng rồi cho mà có cái máu rồi cái máu đâu ông nữa cái này ông bị quá nhà ông bị gì mày nói bị ông chạy không cùng người đây bà nói mà nói chưa không phải mấy ông đừng làm vậy tôi nha mày bị khùng mà làm vậy đúng rồi mày bị khùng mà mày khùng mà đúng rồi mày chứng tỏ mày ông gì không không ông gì tôi không nó giành mày với tao giành này thì mày chứng tỏ bằng lĩnh đi mày hơn nó đi tôi ủi nó luôn ờ mày vô ủi đi ủi nó luôn à giờ có mấy cha con nhau ai sợ mày mày ai sợ mày ai sợ mày ông cha ông mày sao mày giờ ai cùng hơn cái luôn nè nó kêu mày cái quần nó kêu cái quần rách cái quần gà nó kêu mày cấu quần hơn với nó không mày đừng bị cùng hơn mày giỏi mày đánh quần ơi ông chẳng khùng vô chi ông thì bây giờ mày giỏi mày hơn nó đi ông ngoài mày lôn gì mày nói chuyện tao mệt đều đều mệt mày đều đều ông nữa ông ngầu đứng nói ra mà ông đều vào nó nói mày đều đều quá lùn quá lùn tao ra cao mày cao mày lính mẹ nó mày lôn lại vào 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 Giang không phải chạy đâu mất mẹ đâu mình cái đó đâu Giang nó chạy trước tao tụi mày nó đâu mất đâu Giang bắt đầu biết ủa cho nó làm gì vậy tụi mày nó lấy xe đạp nó gì à đồ má nó cho chết nó bị khùng nó bị coi làm mẹ đâu làm đấy chết rồi nó không chết mẹ đâu mày mẹ ra đây rồi mày lấy giờ mẹ nó đi giờ gai ngủ nó vậy mà thằng Giang này nó chạy đến ngõ nào vậy? Mấy anh nó chạy đâu thằng khùng hơn chạy hơn khùng mày. Ơ nghe, nó chạy trước tao mà. Mà sao ông lại khùng hơn mày thấy thằng kia cầm gai chạy mày? Thằng đây nó gan hơn chó đi người sao thằng Giang nó hù hù vậy nó. Thằng này nó bị cà lâm nó khùng nhẹ hơn là thằng Giang. Không, thằng cà lâm nó khùng điên hơn. Nó mày có điên đàn, mày nó thì... có đàn em á. Còn nó nấp đầu. Nhưng mà thằng Giang nó khùng nặng hơn mày cứ kể tao. Khùng quá thằng Giang nó nhẹ hơn, thằng kia nó đúng thuốc nhiều không? Mẹ dữ mấy ông trời cười quá. Mẹ trời cười quá. Chứ thằng nào dẫn thằng Giang vô vậy? Mình mày chơi cái gì vậy? Vậy mày dẫn vô chơi thì nó vô nó chơi chứ vậy sao nãy còn đứng đốc nó nữa nói gì về mẹ đây mẹ điều còn thằng cùng Giang đi đâu bắt mẹ không chắc nói gì luôn hả gì vậy nó nói gì mày tao nghĩ cho mày phải bị gì vậy cái gì mày chốt đâu mày tàu ô đụng má nó mày chạy lâu lên bụi tre đó khùng mày chạy đi nhanh chứ mày thôi giờ vậy thôi giờ giờ
Nó nói gì kẹp vào đâu vậy? Nó kêu cái cọc á, cái cọc nó đâu? Chắc nó nói xe đạp nó đâu á, chắc nó nói xe đạp nó đâu á? Cái xe đâu? Xe kìa. Xe không đạp quá kìa. Đó xe đứng trước mặt á. Bị mày.